là cầu Cây Me, huyện Chi Tôn nha các bạn. Chúng ta là núi Cô Tô nha. Đây là chùa Phi Lai nha các bạn. Chùa Phi Lai là ở ấp Núi Voi. Thank you.
chùa này là chùa Phước Nguyện không hai chùa. Chùa này cũng đang trùng tu sửa chữa nha các bạn. Núi đó là núi Voi. Đây mình viếng bái chùa Phi Lai xã Núi Voi nha các bạn. Cái chùa mình đang xây dựng sao là cũng chùa Phi Lai luôn hả thầy? Đang xây cất hả? Dạ. Chứ phép thầy rồi. Nay có dịp đi ngang này viếng bái chùa Phi Lai cho biết, hồi nào giờ cũng không. Còn cái bên đây là... Cái đó cũng làm mới luôn. À. Nhưng mà sao thấy bên đây là cái đình nó khác, nó có dạ, chung không? Đình này, chùa này hồi trước là hồi trưa nó ở chung. À. À. Và hay nghe mọi người Việt và cũng có giáo pháp. Thành ra ngày chúng ta bệnh rồi hãy đi mà đi xuống ngày một đi xuống này bệnh hết luôn, cũng rước cũng về nhà chạy cho mình có nên giờ mình có thấy là cái hương vị của ông Lê Việt mẹ bà thờ không biết biết cũng mới nói là tôi như vậy là Oh. Good job. Yeah.
Tại vì nãy đi ngang thấy sau đó nó xây cái tường riêng, tính quẹo vô đó thấy nó mát mát có bóng cây đó. Rồi cái thấy riêng cái dòng trở lại qua đây. Có đi ra cái cửa này thấy cái đây. Đi cái này bước xuống. Tháp cổ là mốt ở trên đó nữa. Cái núi này là núi voi luôn ha. Cũng mới đến đây lần đầu, thành ra cũng dạ ở Sài Gòn ở quận 12 á. Xây dựng lại là cũng lớn dữ các bạn.